cải hoán được các cái bế tắc về cảm xúc, các cái nguyên nhân dẫn đến gốc rễ tội phạm, và từ đó là hành vi tội phạm được chuyển hóa một cách có ý nghĩa và có nghệ thuật. 10 năm sau, vào đến tháng 4 năm 1994, thì lần thứ hai đó, thiền sư Goenda đã tổ chức một cách thành công cho khoảng 1.000 phạm nhân tại trại tù Khét Tiếng tại thủ đô New Delhi, mang tên là trại tù Tiha. Đây là một trại tù hình sự lớn ở châu Á, dĩ nhiên là thua Việt Nam. Các báo giới ở nước ngoài không nắm được số lượng phạm nhân trong các trại tù ở Việt Nam, cho nên cho rằng cái trại tù Tiha với số lượng 1.000 người là lớn nhất châu Á. Ở Việt Nam, tại miền Nam, chúng ta thấy có 3 trại tù rất lớn. Trại tù ở tỉnh Phan Thiết với số lượng 8.700 mấy chục phạm nhân. Trại tù tại tỉnh Tiền Giang 3.500 mấy chục phạm nhân. Trại tù tại tỉnh Bến Tre 1.847 phạm nhân. Đây là 3 trại tù lớn nhất của miền Nam tại Việt Nam. Và nếu so với thế giới thì trại tù tại Phan Thiết, chúng tôi có thể tin chắc rằng đó là một trong những trại tù, và rất hiếm trại tù có số lượng phạm nhân từ hơn 7.500 trở lên. Thiền sư Goenda thành công trong cái khóa thực tập thiền vào tháng 4 năm 1994 là nhờ vào cái công của tổng giám thị trại giam, đó là bà đại tá Karen Bedi, là một người đã từng được thực tập thiền với ông, là một người theo Ấn Độ giáo. Sau những bế tắc về đời sống vợ chồng trong gia đình, bà đã có nhiều lần tự tử không thành công. Có một người thân hữu của bà khuyên bà như thế này: trước khi bà chết lần cuối cùng đó, bà hãy đến thực tập thiền minh sát. Nếu thấy không có một cái ý nghĩa gì trong đời sống nữa thì bà tự sát lần cuối vẫn chưa muộn. Cái lời nói khiêu khích đó đã làm cho bà cảm thấy rất là khó chịu, và có những cái thôi thúc bên trong muốn tìm hiểu và thực tập thiền minh sát như thế nào mà lại có tác dụng chuyển hóa cao như thế. Bà đến với trung tâm thiền ở Jaipur với hình với một nhân thân bị giấu kín, làm cho nhiều người không biết rằng bà là một trong những nhân viên cao cấp về quản lý trại giam. Sau khi thực tập có kết quả xong, bà đã thỉnh mời thiền sư cư sĩ Goenda đến hướng dẫn cho 1.000 phạm nhân trong trại tù của bà. Và tất cả các nhân viên quản lý, các cán bộ, các cảnh sát an ninh và các công an giám thị đều phải thực tập với phạm nhân. Kết quả là sau kỳ thực tập 10 ngày đó, tình trạng đại bàng xanh, đại bàng đen, đại bàng đỏ đã giảm thêm một cách khá đáng kể. Các phạm nhân đã không còn tranh giành thực phẩm, không còn đánh đập, không còn tranh cãi, không còn giành giật quyền lợi, và họ đã sống thương yêu nhau như là những người thân trong một đại gia đình. Sau kỳ thực tập 10 ngày thiền đó, thì bà tổng giám thị Bedi này đã quyết định cho thành lập một trung tâm thiền minh sát có tên gọi là Dhamma Tiha ở trong trại giam Tiha. Dhamma là giáo pháp Phật, Tiha là trại giam, một trại giam giáo pháp, hay nói cách khác là đã thiết lập một tu viện ở trong một trại giam. Và tu viện này đã được luật pháp của chính phủ New Delhi xác quyết như là một trung tâm thiền vĩnh viễn permanent, Dhamma Tiha. Tức là bất kỳ một tổng giám thị nào lên kế nhiệm cũng không được quyền loại bỏ việc thực tập thiền minh sát tại trại giam này. Đó là luật của liên bang. Lý do nào đã làm cho các vị thẩm phán của tổ phủ New Delhi và các liên bang đã chấp nhận trại giam đó, cho phép có một trung tâm thiền được hoạt động cứ 2 tháng một lần, mỗi một lần như vậy là 10 ngày, là bởi vì người ta thấy rất rõ bản chất của hố sâu vườn tường cao không chuyển hóa được nhân tâm của các phạm nhân. Chỉ có thiền minh sát, chất liệu tuệ giác, nội quán của Phật giáo mới có thể làm được công việc này đến tận gốc rễ của nó.
Kể từ tháng 4 năm 1994 cho đến ngày hôm nay, 13 năm đã trôi qua, thì trung bình mỗi một năm như vậy có 700 phạm nhân được thực tập thiền minh sát. Từ năm 1999 thì việc thực tập thiền minh sát tại trại tù Ti Ha đã được diễn ra nhiều hơn. Đến lúc đó, mỗi tháng như vậy có đến 2 khóa tu thiền minh sát, và các phạm nhân đã tình nguyện thực tập. Dầu gốc rễ của họ đó phần lớn là những người theo Thi Chúa giáo, Tin Lành, Hồi giáo và thỉnh thoảng Ấn Độ giáo. Rất hiếm các phạm nhân xuất thân từ Phật giáo. Ấy thế mà họ đã tình nguyện thực tập thiền minh sát vì cái giá trị trị liệu của nó rất cao. Năm 1996 cho đến nay thì hầu như là tất cả các trại giam tại Ấn Độ đều bắt buộc các phạm nhân thực tập thiền minh sát. Đặc biệt năm 1997 cho đến năm 2007 thì bang Maharashtra đặc biệt là nó phát xuất từ cái phong trào thực tập thiền minh sát tại một trại giam trung ương ở Nashik, thì thủ phủ của bang Maharashtra này đã tuyên bố các phạm nhân ở trong các trại giam thuộc về bang Maharashtra phải thực tập thiền minh sát một tháng ít nhất là 2 lần, một lần ít nhất là 10 ngày, có nghĩa là họ đã trở thành các tu sĩ ở trong các trại giam ít nhất là 20 ngày trên số 30 ngày trong ngày tù. Rồi kết quả khá đáng kể. Ảnh hưởng của thiền sư Gwenda về phương diện thiền minh sát ở phương Tây rất cao. Ông đã thành lập trên dưới 100 trung tâm thiền minh sát. Những người phát tâm mua đất cúng sau khi xây dựng trung tâm thiền minh sát đều là những người xuất thân từ nhiều tôn phái, nhiều tôn giáo và thậm chí là nhiều chính trị khác nhau trên thế giới. Sau khi thực tập thiền minh sát thành công tại Ấn Độ do ông hướng dẫn, đã tình nguyện làm công việc này. Phần lớn các vị thiền sinh đã trở thành là giáo sinh của các khóa thiền minh sát là làm không ăn lương và tình nguyện. Họ buộc phải thực tập ít nhất là 20 khóa thiền minh sát dưới sự hướng dẫn của ông thì được chứng nhận làm giáo sinh hướng dẫn thiền minh sát. Và nhờ đó mà các khóa thực tập thiền nó được diễn ra một cách khá thành công ở nhiều nơi và nhiều chỗ khác nhau. Tại Hoa Kỳ vào tháng 11 năm 1997, đồng một lúc chúng ta thấy bang California, Washington DC, Massachusetts, Alabama, Seattle đã buộc tất cả các phạm nhân tại các trại tù lớn tại các bang vừa nêu thực tập thiền minh sát. Mỗi một khóa như vậy là 10 ngày. Riêng ở trại tù Seattle đó, thì cứ mỗi 3 tháng một lần các phạm nhân được thực tập thiền minh sát theo yêu cầu của họ. Tại phương Tây đó, mỗi một khóa thiền minh sát được tổ chức đó, chọn gói với số lượng người tham dự rất ít, từ 5 cho đến 20 người một khóa. Họ muốn là tất cả các phạm nhân khi tham gia thực tập thiền minh sát trong trại giam đó, được sự hướng dẫn một cách tận tình của các vị giáo sinh thiền minh sát. Cái phong cách của họ là phong cách của học thuật, cho nên là thuyết phục và giảng dạy thiền minh sát cho các phạm nhân cũng giống như là thuyết trình một chứng chỉ nào đó cho các sinh viên đại học với số lượng người tham dự khoảng chừng 30 người trở xuống mà thôi. Cũng từ cái phong trào đó mà cho đến ngày nay đó, chúng ta thấy là rất nhiều phạm nhân sau khi ra tù đó không hề có một cái bản án hình sự kế tiếp theo sau đó. Tại Hoa Kỳ, việc mà quản lý nhân sự rất là chặt chẽ, mặc dầu công dân không hề có chứng minh nhân dân, cũng không hề có hộ khẩu thường trú, mỗi người chỉ cần có một cái bằng lái xe, driving license, mà việc quản lý